Hello tất cả mọi người. Nay mình sẽ review công việc hàng ngày của mình đây nhé các bạn nhé. Công việc của mình là một thợ sửa điện công nghiệp, một thợ cơ khí công nghiệp các bạn nhé. Đây, ông đang quay, đang sửa, đang tháo đây các bạn. Nay là mình sẽ di rời tất cả các máy móc ở trong này. Đó. Đây, máy này cắn tôn các bạn nhé. Đây các bạn nhé. Đây máy cắn tôn này. Đây là mình đã tháo ra rồi. Đấy, đây ông thọc cộng. Giờ mình phải chuyển hết tất cả các máy móc này là đi di rời xuống xưởng mới các bạn ạ. Đây công việc hàng ngày của mình. Đấy. Công việc của mình là lắp máy, tháo máy và sửa máy các bạn nhé. Đó. Đây là xưởng mới của công ty mình các bạn nhé. Rồi mình sẽ đi vào trong xưởng mới này để quay review các bạn xem. Đây là gọi là hoa sen home các bạn nhé. Hoa sen home các bạn nhé. Đây là bán tất cả các vật liệu xây dựng từ tôn, gạch ốp lát và vật liệu xây dựng sắt thép các bạn nhé. Xưởng này các bạn, xưởng khá là rộng các bạn ạ. Đây. Chỗ này là sẽ để máy móc máy cắn tôn, rồi trên này là cẩu trục các bạn nhé, để tất cả máy móc ở đây để sản xuất cắn tôn ở đây các bạn nhé, và giao hàng ở đây. Đây là có bán và cái này là tét nước này, 3.375.000 các bạn này. Đây cái này hai bao nhiêu lít đây? Con này to hơn này là 5.1 này các bạn này. Đây, ống thép này. Đây xưởng mới các bạn nhé. Đây ở trong này là có bán tất cả vật liệu luôn các bạn. Đây các bạn nhé, gồm có sơn này, sơn Dulux. Đây các bạn, ổ điện này các bạn, Panasonic. Đây sơn này, đây là các hãng sơn này các bạn này, là bán. Đấy. Đây các bạn nhé. Các bạn nào xây nhà hoặc là cần vật liệu xây dựng rồi sơn rồi điện nước thì cứ qua chi nhánh Hoa Sen Home ở Lai Châu các bạn nhé. Này là mình là tỉnh nào cũng có các bạn nhé, khắp toàn quốc luôn các bạn ạ. Bên này là để bồn nước các bạn, còn bên này là gạch ốp lát này các bạn. Đây là gạch các bạn nhé. Đây, cái màu này đẹp đấy các bạn này. Đấy. Đẹp luôn. Đây các bạn. Gạch. Đây bên kia là gạch các bạn. Đấy. Ồ, gạch to đùng luôn các bạn. Ui. Đẹp nóng nanh luôn các bạn ạ. Đây là những viên gạch này. Đây các bạn. Gạch này rất chi là dày luôn các bạn nhé.
Đấy. Đây, gạch to này, đây là gạch to này các bạn. Ok các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đây mình sẽ review lại cho các bạn xem sơn. Sơn ở đây sản phẩm công ty mình bán là toàn hàng chính hãng các bạn nhé. Đấy. Sơn Dulux. Này chắc khoảng tầm 1 tháng nữa là hoàn thiện các bạn. Đây là gồm máy tính, máy tiếc vứt đây. Đấy. Rồi sau này mình sẽ để. Đó. Tôi hỏi tí này. Anh có cầu đâu?